Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người ngay từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được là bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng là chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vậy trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, các gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt? Cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 3, tức ngày 18 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Bình Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3, tức ngày 30 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 3, tức ngày 21 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3, tức ngày 3 tháng 5 dương lịch, nạp sát Tân Hợi, nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Dần 1962 có mệnh Bạch Kim. Kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình, đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do sự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở, chứ không mang về nhà.
Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tử vi tháng 3 năm 2021 Tân Sửu cho biết, tháng này vận trình của các gia chủ tuổi Nhâm Dần rất tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như quý gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như là không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với những kế hoạch, dự án. Đến tuổi này, việc cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Bên cạnh tài lộc và công danh thì những gia chủ Nhâm Dần đã có đủ đầy nhất định nên bản mệnh không bị lo và áp lực về kinh tế. Nhưng tháng này, gia đạo vẫn có nhiều vấn đề lớn xảy ra gây đến những tổn thương tình cảm trong gia đình. Trong tháng cũng sẽ có những xung đột xung quanh vấn đề về tài sản cần phải khéo léo xử lý để mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn, đúng tình, đúng lý để bản mệnh không bị rơi vào thế khó xử, tình cảm xung đột. Nhâm Dương Thủy gặp Dần Dương Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kinh bài thái tuế hộ thân để nên thái tuế. Sử dụng kinh bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần, xem tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch này, tháng này với những người làm kinh doanh khi may mắn đang đứng về phía quý gia chủ. Các hợp đồng, các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều, khiến quý gia chủ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, quý gia chủ sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cần có cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may phụ thuộc vào nỗ lực. Ngay cả khi quý gia chủ không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ Nhâm Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người tuổi Nhâm Dần. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Không những vậy, do bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Nhâm Dần phải đối mặt. Tháng này tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây, giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Nhâm Dần. Tình cảm và gia đạo. Tháng 3 âm lịch, quý gia chủ sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Quý gia chủ nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở,
quý gia chủ Nhâm Dần nhớ mang bên mình vòng tay tam sắc khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe, trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần, tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở tuổi Nhâm Dần cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Quý gia chủ có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Bên cạnh đó, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến quý gia chủ không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng đang trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Vậy nên quý gia chủ hãy nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động theo tuổi của mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này trên mọi phương diện đều khá ổn định, điều quan trọng cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Với quý gia chủ mà nói, tuổi này sức khỏe là quan trọng hơn mọi thứ. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.